trong những ngày tháng này là thầy trò chúng ta đã bắt đầu bước vào cái chương trình ôn thi và nóng dần lên rồi. Ở những bài hôm trước, thầy nói về vấn đề dao động điều hòa, một trong những chủ đề khó nhất của chương trình lý. Hầu như nó xuyên suốt từ phần dao động điện, dao động cơ và ánh sáng. Hôm nay cũng tiếp tục theo vấn đề dao động điều hòa, thầy nói về một loại toán, đó là loại toán tác dụng. Mời mấy em nhìn lên màn hình. Đối với loại toán này thì mấy em nhớ những công thức như sau. Quãng đường từ đứt con lát lò xo dao động theo phương nằm ngang bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn do ma sát được tính bởi công thức Ka bình trên 20mg. Trong đó S là quãng đường từ lúc vật nặng con lát lò xo đi với biên độ A cho đến khi dừng hẳn, tính bằng đơn vị mét hoặc centi hoặc mili. Mi là hệ số ma sát giữa vật nặng với mặt phẳng nằm ngang. Thông thường là toán về dao động tác dần con lát lò xo cho trên mặt phẳng nằm ngang, nhưng đôi khi cũng có thể là trên mặt phẳng nghiêng và đôi khi trong một chất lỏng nào đó. Vấn đề thứ hai mấy em nhớ, đó là công thức tính độ giảm biên trong một chu kỳ dao động. Độ giảm biên trong một chu kỳ thì ký hiệu là delta A bằng 40mg trên K. K là độ cứng của lò xo, M là khối lượng vật nặng, mi là hệ số ma sát, G là gia tốc trọng trường nơi ta đặt con lát lò xo. Công thức thứ ba, đó là số dao động mà con lát lò xo thực hiện được từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn, sẽ được tính bởi công thức A trên delta A. A là cái biên độ ban đầu đó nha. Delta A là độ giảm biên trong một chu kỳ. Thầy trò mình bước qua một vài ví dụ tự luận để chúng ta hiểu hơn các cái dạng toán về dao động tác dần. Ở ví dụ 1 này, chúng ta có một con lát lò xo độ cứng K bằng 100 Nm, khối lượng quả cầu là 100g. Con lát lò xo dao động tới phương nằm ngang, biên độ lúc đầu là 4cm. Hệ số ma sát giữa quả cầu với mặt phẳng ngang là 0,1. Gia tốc trọng trường đã đạt con lát 10m trên dây bình. Ta xem chu kỳ dao động là không đổi, là cái thời gian con lát thực hiện một dao động. Quãng đường chúng thì tác dần, nhưng chu kỳ dao động trong một biên độ, thời gian đó vẫn không thay đổi. Và biên độ dao động ta xem như giảm đều trong từng nửa chu kỳ, trong từng nửa chu kỳ. Thì thứ nhất là quãng đường từ lúc quả cầu bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn. Hai, số dao động mà con lát thực hiện được từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng lại. Thầy tóm tắt lại như sau. Ta có độ cứng K của lò xo 100 Nm/m, khối lượng vật nặng 0,1 kg. Từ 100g ta đổi sang đơn vị ký. Biên độ A dao động lúc đầu 4cm. Hệ số ma sát ký hiệu là mi bằng 0,1 giữa vật nặng và mặt phẳng nằm ngang. Và gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc lấy tròn 10m trên dây bình. Người ta hỏi 1S, quãng đường từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn. 2, số dao động mà con lát thực hiện được cho đến khi dừng. Ta giải như sau. Đầu tiên ta nhận thấy cơ năng lúc đầu của con lát chính bằng độ lớn công lực ma sát từ lúc con lát bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn theo định luật bảo toàn năng lượng. Theo định luật bảo toàn năng lượng, chúng ta nhận thấy một vấn đề: cơ năng lúc đầu con lát chính bằng độ lớn công của lực ma sát, hay tổng quát công của lực cản từ lúc con lát bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn. Trên đây là mô hình của thầy. Lực ma sát bao giờ cũng ngược lại chiều chuyển động. Tại đây là vòng vị trí biên vận tốc bằng 0, và khoảng cách từ vị trí cân bằng đến biên lúc đầu là A.
năng lượng. Cái cơ năng lúc đầu con lắc dao động chính bằng công lực ma sát. Thầy xét về độ lớn. Mà cái cơ năng toàn phần của con lắc lò xo, như ta đã biết, được tính bởi công thức 1/2 K A bình. Công lực ma sát bằng lực ma sát nhân quãng đường. Đây là công thức tổng quát. Nếu nghiêng một góc alpha so với mặt phẳng ngang thì chúng ta ở đây sẽ có công thức là F ma sát nhân S nhân cos phi hay là cos alpha. Ở đây chúng ta con lắc lò xo dao động ngang, cho nên góc đó 180 độ hay là 0 độ, cos bằng 1. Với F ma sát được tính bởi công thức hệ số ma sát nhân cho áp lực của vật lên mặt phẳng ngang, mu n. Mang quý công thức này của lớp dưới, lực ma sát bằng hệ số ma sát nâng cho áp lực của vật lên trên mặt phẳng ngang hoặc là mặt phẳng nghiêng. Trong trường hợp này, áp lực của vật lên mặt phẳng ngang chính bằng trọng lực vì vật chuyển động ngang. Từ đó ta sẽ có công thức cơ năng toàn phần con lắc bằng công lực ma sát mu mgs. Ta suy ra quãng đường bằng Ka bình trên 20mg. Đấy, công thức này được rút ra từ định luật bản toàn năng lượng. Cơ năng toàn phần của con lắc chuyển hóa hết thành công của lực ma sát trong suốt quá trình dao động. Các em thay thông số vào, ta có dễ dàng quãng đường đi được 0.8m. Mà em chú ý cái công thức sau cùng để chúng ta làm trắc nghiệm. Quãng đường đi của con lắc trong trường hợp có ma sát dao động tác dụng. Ta đi qua vấn đề thứ hai của bài toán này, đi tìm số dao động của con lắc được thực hiện từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn. Như thầy nhắc từ lúc đầu ở phần phương pháp, để tìm số dao động thì mấy em nhớ công thức bằng biên trên cho độ giảm biên A trên delta A. Mặt khác, về mặt lý thuyết, người ta có thể chứng minh được rằng độ giảm biên độ sau một chu kỳ bằng 4mg trên K. Ta tính delta A trước, bằng 4 × 10√3. Vậy, số dao động được tính bởi công thức A trên delta A. Các em thay thông số vào, A chúng ta là bằng 4, 10 dao động. A chúng ta bằng 4cm đấy. Thì đổi về mét là 4 × 10√2 trên cho delta A 4 × 10√3, ta được 10 dao động từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn lại, thực hiện được 10 dao động toàn phần. Ta qua ví dụ số 2 để làm rõ hơn những bài toán về vấn đề dao động tác dụng. Ở bài toán số 2 này cũng con lắc lò xo dao động ngang, độ cứng K được cho là 100 N trên mét, khối lượng vật nặng 200g, hệ số ma sát là 0.2, gia tốc trọng trường nơi đặt con lắc 10m trên dây bình, biên độ lúc bắt đầu là 5cm. Hỏi biên độ dao động của vật sau nửa chu kỳ kể từ lúc bắt đầu dao động với biên độ 5cm. Nên chú ý, trong các loại toán này, một yếu tố hầu như không thể thiếu, đó là ta coi như chu kỳ dao động không đổi. Nhiều em lầm tưởng cái ý này, thông thường nghĩ rằng dao động tắt dần, biên độ nó giảm dần theo thời gian thì chu kỳ dao động của nó cũng sẽ giảm dần. Không, ta xem cái yếu tố chu kỳ không đổi khi biên giảm dần. Và đặc biệt biên độ dao động ta xem như giảm đều trong từng nửa chu kỳ, chứ không phải là giảm đều trong từng chu kỳ nữa. Giảm đều trong từng nửa chu kỳ. Ta nhận xét thế này: do có ma sát, cơ năng không được bảo toàn. Ta nhận thấy rằng cơ năng con lắc có độ giảm sau nửa chu kỳ bằng độ lớn của công lực ma sát trong nửa chu kỳ theo định luật bảo toàn năng lượng.
Chứ ở đây chúng ta dùng bảo toàn cơ năng không còn chính xác nữa, mà ở đây là định luật bảo toàn năng lượng. Nên chú ý chỗ đó. Cơ năng con lắc có độ giảm sau nửa chu kỳ bằng chính độ lớn công lực ma sát trong nửa chu kỳ đó. Đây là cái sơ đồ. Mấy em nhận thấy ban đầu là A, nhưng sau đó còn A phẩy. Ban đầu là A, nhưng nửa chu kỳ sau nó còn là A phẩy. Ta có thế này. Như thầy đã nói, cái năng lượng đó chính bằng công lực ma sát. Cái delta với đất này nè, chính là bằng năng lượng đầu trừ năng lượng sau, trong nửa chu kỳ đầu trừ nửa chu kỳ sau, bằng lực ma sát nhân quãng đường vật thực hiện khi đi trong nửa chu kỳ cos trăm tháng. Đây là công thức tổng quát tính lực ma sát. Trường hợp này mặt phẳng ngang ta xem như 180 độ. Năng lượng lúc đầu Ka bình trên 2. Năng lượng lúc sau của con lắc lò xo Ka phích bình trên 2. F ma sát mu nhân n. Ta suy ra K phần 2 A bình trừ A phích bình bằng mu mgs. Thầy gọi là biểu thức sam. Mà quãng đường S này nè chính là bằng biên trước cộng biên sau trong nửa chu kỳ đó nè. Nó đi từ biên A qua vị trí cân bằng, như trong sơ đồ cái nãy, đi từ biên A qua vị trí cân bằng rồi đến nửa chu kỳ sau nó đi biên A phẩy. Cho nên quãng đường S bấy giờ bằng A cộng A phẩy. Ta dùng hàng đẳng thức hiệu bình phương tổng nhân hiệu A cộng A phẩy, A trừ A phẩy bằng mu mg. S thì thay bằng A cộng A phẩy thì ta dễ dàng có được độ giảm biên. Mấy em thay thông số vào ta tính được biên độ sau nửa chu kỳ sau 0,042m hay 4,2cm. Đây, mấy em chú ý cái bài toán này. Tính biên sau nửa chu kỳ. Đây là một bài toán khó. Vì vậy, mấy em xem và ghi kỹ lại cái cách trình bày dựa vào cái định luật bảo toàn năng lượng. Thầy trò mình qua ví dụ số 3. Một con lắc dao động tắt dừng chậm, biết rằng cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm đi 4%, thì năng lượng con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần. Tìm năng lượng bị mất đi trong một dao động toàn phần. Em chú ý cái dữ kiện có đề cho là cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm đi 4%. Thầy tóm tắt như sau: sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 4%, tìm năng lượng con lắc bị mất trong một dao động toàn phần. Do đề cho biên độ giảm 4%, cho nên thầy có thể nói effect là biên độ sau bằng 96% biên độ ban đầu. Giảm 4% có nghĩa là còn lại 96% biên độ ban đầu, hay bằng 0,96A. Mà ta có cơ năng lúc đầu được tính bởi công thức Ka bình trên 2, cơ năng lúc sau Ka effect bình trên 2, thì ký hiệu là V đúc phép. Thì đặt lần lượt là biểu thức 1, biểu thức 2. Thì lập tỷ số giữa 2 và 1. K phần 2 ta rút gọn đi, còn tỷ số A trên A phép, tỷ số đó có giá trị 0,9216. Vậy năng lượng sau bằng 92,16% năng lượng lúc đầu. Đây, bài toán tìm năng lượng bị mất đi hoặc là tìm năng lượng còn lại. Mất đi ta lấy 100%, mấy em trừ cái còn lại, như vậy bị mất đi là 7,84%.
phải đi qua một số bài tập trắc nghiệm về loại toán này trong những cái đề thi của những năm gần đây. Một con lắc lò xo có độ cứng K là 100 N trên mét, khối lượng vật nặng là 200 gram. Con lắc dao động theo phương nằm ngang với biên độ lúc đầu là 4 cm. Hệ số ma sát giữa quả cầu và mặt phẳng ngang là 0,1. Gia tốc trọng trường đã đặt con lắc ta lấy tròn 10 mét trên dây bình. Chu kỳ dao động xem như không đổi. Đây là cái yếu tố này nhắc đi nhắc lại. Và biên độ dao động giảm đều trong từng nửa chu kỳ. Hỏi biên độ của vật còn lại sau một chu kỳ dao động kể từ lúc bắt đầu dao động. Biên độ lúc bắt đầu dao động là 4 cm. Chúng ta có 4 đáp án. Còn lại 0,4 cm, 0,8 cm, 1,6 cm hay 3,2 cm. Nên chú ý cái này. Ta giảm như sau. Đầu tiên mấy em dùng cái công thức độ giảm biên sau một chu kỳ bằng 40mg trên K. Ta thay thông số giảm, mấy em tính ra được 8 x 10 mũ 3 mét hay 8mm hoặc 0,8cm. Từ đó ta tính biên độ còn lại sau một chu kỳ. Biên độ còn lại ta gọi là áp phết. Ta có delta A bằng A trừ áp phết. Vì vậy A phép chính bằng A trừ delta A. A được cho là 4. Delta A chúng ta vừa mới tính bằng công thức 40mg trên K là 0,8. Như vậy ta dễ dàng có được biên độ còn lại sau một chu kỳ dao động 3,2cm. Và mấy em đã dễ dàng nhận được đáp án trong 4 đáp án của đề. Đó chính là đáp án đề. Đấy. Để giải bài toán này, nếu như các em không nhớ được công thức tính độ giảm biên trong một chu kỳ thì rõ ràng ta sẽ không giải được. Mình nhớ công thức. Thì trò mình qua câu trắc nghiệm số 2. Một con lắc lò xo có độ cứng K 200 N trên mét, khối lượng của vật nặng là 400 gram, cũng dao động theo phương ngang, biên độ lúc đầu là 10 cm, hệ số ma sát giữa quả cầu và mặt phẳng ngang ký hiệu là mu, cho gia tốc trọng trường 10m trên dây bình. Biết quãng đường từ lúc bắt đầu dao động với biên độ 10 cm cho đến khi dừng hẳn là 2,5m. Xem chu kỳ dao động không đổi và biên độ giảm đều trong từng nửa chu kỳ. Bài toán hỏi hệ số ma sát cho quãng đường từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn, cho biên độ lúc đầu, cho độ cứng K, cho khối lượng. Hỏi hệ số ma sát. Ngược lại cái bài toán trong phần tự luận mà thầy trình bày. Chúng ta cũng vậy, có 4 đáp án. Hệ số ma sát lần lượt là 0,1, 0,2, 0,3 hay 0,4. Mình chú ý bài giải như thế này. Mình phải nhớ cái công thức tính quãng đường từ lúc dao động cho đến khi dừng hẳn lại bằng K A bình trên 20mg. Từ đó, ta rút ra công thức tính hệ số ma sát theo quãng đường và biên ban đầu KA bình trên 20GS. Các em thay thông số vào sẽ dễ dàng có được 0,1. Bài toán rất đơn giản không em? Hỏi hệ số ma sát cho biết quãng đường. Thì em phải nhớ công thức này thì bài toán mới trở thành được đơn giản. Đây là những công thức được suy ra từ bài tập chứ không phải là những công thức có trong chương trình phổ thông, nên chú ý. Cho nên mấy em ghi lại những cái công thức này để sử dụng giải những bài toán về dao động tách dần. Vậy trong 4 đáp án đã cho thầy trò chúng ta thấy dễ dàng, đó là đáp án A. Mấy em xem câu số 3. Một con lắc dao động tách dần chậm, cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm đi 2%. Hỏi phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu? 7,92%, 3,96%, 11,88% hay 96,04%? Bài toán về năng lượng
trong giai đoạn tác dựng. Ta lập tỷ cơ năng lúc ban đầu và lúc sau. Thì ký hiệu alpha và e ở đây, e phẩy là biên chu kỳ sau, e là biên lúc đầu. Thì cái cơ năng toàn phần của con lắc có được lúc sau và lúc đầu lần lượt là ke e phép bình trên 2 và ke e bình trên 2. Ta lập tỷ để tìm mối quan hệ, ta ra được 96,04%. Như vậy những cái bài toán mà nói về số phần trăm năng lượng bị mất đi, các em nhớ bao giờ chúng ta cũng lập tỷ, bao giờ chúng ta cũng phải lập tỷ số để ta tìm cái phần trăm bị mất đi của năng lượng. Ở đây là 96,04%. Từ tỷ năng lượng sau trên năng lượng đầu 96,04%, ta dễ dàng biết cái mất đi bằng 100%. Mấy em trừ cho 96,04%, 3 phép 96%. Đấy, mấy em chú ý cái cách làm này. Rất nhiều em lúng túng khi làm những bài toán phần trăm về vật lý, về năng lượng, về biên cũng như về lực. Mấy em chú ý những bài toán phần trăm đa số chúng ta lập tỷ. Ở đây thầy lập tỷ số năng lượng. Từ tỷ số năng lượng, tìm năng lượng còn lại so với năng lượng ban đầu, ta suy ra cái năng lượng đã giảm đi. Vậy trong 4 đáp án đã cho lúc đầu, ta dễ dàng còn được, nó chính là đáp án B. Đấy, qua 3 cái bài tập trắc nghiệm vừa rồi, 3 bài tập tự luận, 3 bài tập trắc nghiệm, nội dung tương đồng nhau. Để mục đích thì muốn cho mấy em biết, để làm được những bài tập trắc nghiệm nhanh thì chúng ta trước tiên chúng ta giải tự luận, chúng ta hiểu được bản chất vấn đề, chúng ta nắm được công thức, nhớ được công thức và sử dụng rất nhanh. Bây giờ thầy trò chúng ta bước qua phần thứ hai là phần thầy giải đáp các thắc mắc của các em qua web của đài truyền hình. Thầy mong các em cho câu hỏi. Em chào thầy, em có một câu hỏi về vật lý của bài con lắc đơn, em thật sự chưa hiểu nên nhờ thầy giải đáp dùm câu này. Cho điện tích Q lớn hơn không, điện trường E hướng xuống. Hãy cho biết độ biến thiên tỷ đối delta T chia delta T không xác định được bởi công thức nào. Thầy xin giải đáp cái câu hỏi của em như sau. Trước tiên thầy tóm tắt lại cái ý của bài mà em vừa hỏi. Bài toán này bài toán về con lắc đơn dao động trong điện trường. Và điện trường chúng ta lúc bấy giờ vector E hướng thẳng đứng xuống dưới. Thì con lắc đơn chúng ta tích điện Q dương. Hỏi so với khi chưa có tích điện, chưa đặt trong điện trường, thì độ biến thiên tỷ đối của chu kỳ của nó như thế nào? Thì mấy em chú ý thế này. Khi con lắc đặt trong điện trường thì chúng ta tính cái trọng lực chịu đựng. Lúc bấy giờ điện tích dương, vector E lại hướng xuống dưới, cùng chịu với trọng lực B. Cho nên chúng ta có F. Từ B hiệu dụng bằng B cộng F, thầy sẽ có G phép gọi là gia tốc hiệu dụng bằng G cộng cho E. E là gia tốc tạo ra bởi lực điện trường F. Mấy em nhớ lại cái công thức của điện. E chính là bằng QE trên M. M là khối lượng của con lắc, E là cường độ điện trường, Q là điện tích, tích cho con lắc. Từ đó chúng ta có cái T0, chúng ta công thức là 2pi căn L trên G. Thầy gọi T là chu kỳ sau khi đặt con lắc trong điện trường sẽ được tính bởi công thức 2pi
Cây L trên G phép chính là G cộng QE trên M. Bây giờ để có độ biến thiên tỷ đối, ta lập tỷ, thì lập tỷ T trên T0, thì chúng ta sẽ có là G trên G cộng QE M. Đến đây đã có một số vấn đề về toán học mà em sử dụng công thức gần đúng. Thầy chia G xuống, trên là còn lại 1. Thầy xem như 1 cộng QE MG mũ trừ 1 phần 2 dài gần bằng 1 trừ QE trên 2 MG. Từ đó thì chuyển 1 qua T trừ T0 trên T0 bằng trừ QE trên 2 MG. Và đây chính là công thức độ biến thiên tỷ đối. Trong trường hợp này âm chứng tỏ rằng chu kỳ sau bé hơn chu kỳ đầu, con lắc dao động nhanh dần, nhanh lên, nhanh hơn so với chưa đặt trong điện trường. Đây là công thức tính độ biến thiên tỷ đối. Khi con lắc đọc trong đặt trong điện trường, cái giá trị là QE trên 2 MG. Đây là một cái công thức được suy ra, trong đó có vận dụng cái công thức gần đúng của toán học. Thì nhắc lại, chúng ta có 1 cộng x mũ n, trong trường hợp mà x bé chúng ta xem như gần bằng 1 cộng n. Từ cái này chúng ta suy ra được điều này, tính được độ biến thiên tỷ đối. Ở đây mấy em chỉ cần nhớ cái công thức này, độ biến thiên tỷ đối của chu kỳ khi con lắc đặt trong điện trường so với khi không đặt trong điện trường, công thức sau cùng QE trên 2 MG. Trong trường hợp vector cường độ điện trường cùng phương với vector trọng lực hướng thẳng đứng xuống dưới, và điện tích con lắc tích được đó chính là điện tích dương. Chứ nếu điện tích âm thì lại khác, điện tích âm thì lại khác, khi đó chúng ta chỗ này lại là nút trừ, bởi vì bấy giờ lực điện trường sẽ hướng lên trên, ngược lại chiều của vector E, thì lúc đó trở thành dấu trừ. Rồi sau đó cũng trình tự là như thế, thay vì dấu cộng trong trường hợp quy dương, nếu quy âm thì chỗ này là dấu trừ. Đó, mấy em vận dụng cho nó để có thể khi bài toán thay đổi một vài yếu tố thì các em sẽ vận dụng nếu là dấu trừ trong trường hợp quy âm, đó là dấu cộng trong trường hợp quy dương. Và từ đó ta cũng để suy rộng ra, trong trường hợp nếu E hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì lúc đó đây cũng là dấu trừ trong trường hợp quy dương, và là dấu cộng trong trường hợp quy âm. Đấy, từ một bài mấy em có thể suy luận ra những bài tương tự để chúng ta áp dụng dự giải những loại toán này. Em có thầy, em có một câu hỏi thắc mắc về điện, em muốn hỏi thầy là điện cách nguồn âm 1 mét có mức cường độ âm là 90 decibel, hỏi mức cường độ âm cách nguồn 10 mét là bao nhiêu? Thầy giải đáp câu của em như sau. Trước tiên thầy tóm tắt lại câu hỏi của em. Em hỏi về bài toán về vấn đề âm. Một điểm cách nguồn âm 1 mét sẽ có mức cường độ âm 90 decibel. Hỏi rằng một điểm cách nguồn âm 10 mét thì mức cường độ âm là bao nhiêu? Đây là một bài toán về âm, tính mức cường độ âm theo tỷ lệ về khoảng cách. Thì trước tiên mấy em phải nhớ những cái công thức này. Công thức tính mức cường độ âm 10 log Y trên Y0. Y là cường độ âm tại điểm đang xét cách nguồn âm 1 mét, còn Y0 là cường độ âm chuẩn. Cường độ âm chuẩn, nếu đơn vị decibel thì chúng ta có hệ số 10, còn nếu đơn vị là ben thì chúng ta chỉ có log Y trên Y0. Đây là ký hiệu của log thập phân cơ số 10. Từ đó thầy cũng sẽ có L phép là mức cường độ âm tại điểm cách nguồn âm 10 mét, được tính bởi công thức 10 log Y phép trên Y0.
với y phế là cường độ âm tương ứng tại điểm cách nguồn âm 10 mét. Đến đây, để tính được L phế theo L, thầy lập hiệu L trừ L phế trừ log y phế trên y không. Ta nhớ lại về công thức toán học, log A trừ log B chính bằng log A trên B. Hiệu là tỷ, mà tổng là tích. Ở đây chúng ta hiểu, ta có tỷ giữa y trên y không mà chia cho y phẩy trên y không, thì chúng ta có log y trên y phép. Đến đây các em nhớ tới một vấn đề này nữa: cường độ âm tại một điểm, tỷ lệ nghịch cái bình phương khoảng cách từ điểm đó đến nguồn. Cho nên tỷ số cường độ âm tại điểm cách nguồn 1 mét trên cường độ âm tại điểm cách nguồn 10 mét sẽ tỷ lệ nghịch cái bình phương khoảng cách. Nên thầy trò mình sẽ có công thức bằng D phép trên D bình và bằng 10 bình. Ta thay giá trị của y trên y phép vào đây, ta sẽ có được cái hiệu mức cường độ âm tại hai điểm nói trên. Log của 10 mũ 2 chính là 2 bằng 20. Từ đó ta dễ dàng tính được mức cường độ âm tại điểm cách nguồn âm D phép, đó là 70 decibel. Đây. Đây là một bài toán về âm, tính cường độ âm hoặc mức cường độ âm. Cái hai vấn đề thì nhấn mạnh để mấy em chú ý. Một là mấy em nhớ công thức tính mức cường độ âm trong trường hợp đơn vị decibel, chúng ta có hệ số 10. Công thức thứ hai đó là mối quan hệ giữa cường độ âm tại một điểm so với khoảng cách của nó từ đó đến nguồn, đó là một mối quan hệ tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Từ đó chúng ta sẽ lập cái tỷ cường độ âm tại hai điểm khác nhau sẽ bằng tỷ khoảng cách của chúng nghịch đạo bình phương. Từ đó chúng ta mới giải quyết được những bài toán về cường độ âm. Nên nhớ kỹ hai cái công thức trên được sử dụng để giải cho những dạng toán đi tìm cường độ âm hay mức cường độ âm. Rất vui được gặp lại các bạn học sinh trong chương trình ôn thi đại học được phát sóng trên kênh HTV4. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi của các bạn gửi về trang web htv4.com.vn và trang web htv4.vn. Và sau đây thì chúng ta hãy đến với câu hỏi nhé. Cho mạch điện xoay chiều RLC có cuộn thuần cảm L có thể thay đổi giá trị được. Dùng 3V kế xoay chiều có điện trở rất lớn để đo điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh giá trị của L thì nhận thấy điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm lớn gấp 2 lần điện áp hiệu dụng cực đại trên điện trở. Hỏi điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ? A. 3 lần. B. 4 lần. C. Căn 3 lần. D. 2 căn 3 lần. Thầy ơi, thầy hãy giải đáp cho các bạn nhé. Độ tự cảm thay đổi mà để điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn dây nó cực đại, thì khi đó cảm kháng của cuộn dây sẽ được tính bởi công thức ZC bình cộng R bình trên ZC. Khi giá trị dung kháng cảm kháng chúng ta bằng ZC bình cộng R bình trên ZC, lúc đó điện áp hai đầu cuộn dây sẽ đạt giá trị cực đại. Và giá trị cực đại được tính bởi công thức chúng ta có là ZL nhân cho Y, mà Y chúng ta là U bình. U này là điện áp hiệu dụng cản ở mặt trên Z bình. Và Z tổng trở chúng ta lúc bấy giờ, ta tính lại tổng trở
ZL trừ ZC bình. Để thay giá trị ZL vào. Thì tổng trợ Z của chúng ta sẽ có dạng là R mũ 4 trên ZC bình cộng R bình để đưa ra ngoài. Rồi thay cái giá trị ZL tính được ở trên này vào đây. Cuối cùng chúng ta sẽ có được cái công thức tính UL cực đại trong trường hợp L thay đổi như sau. Đấy. U nhân căn bậc 2 của ZC bình cộng R bình trên R. Đó là giá trị cực đại của UL max. Đó là giá trị cực đại của UL max. Bây giờ thầy Trần xét trường hợp UL max. Khi L thay đổi mà điện áp hiệu dụng trên hai đầu điện trở cực đại khi nào? Ta có UR bao giờ cũng bằng Y nhân cho R. Mà R trong trường hợp này là một hằng số không thay đổi. Cho nên điện áp trên hai đầu trở cực đại khi mà chỉ khi cường độ cực đại. Mà cường độ cực đại trong trường hợp L thay đổi thì rõ ràng đó chính là trường hợp cộng hưởng. Đó chính là trường hợp cộng hưởng. Chúng ta có cảm kháng bằng dung kháng khi ZL bằng ZC. Tổng trở mạch lúc bấy giờ bằng R. Tổng trở mạch lúc bấy giờ bằng R. Và cái Y của chúng ta lúc bấy giờ bằng U trên R. Như vậy UR max chính bằng điện áp hiệu dụng cạn mạch. Đó là điểm đáng chú ý. Khi L thay đổi, để điện áp hai đầu điện trở cực đại thì cường độ dòng điện phải cực đại. Mà cường độ trong mạch cực đại trong trường hợp này đó là cộng hưởng cảm kháng bằng dung kháng. Và UR max chính bằng điện áp hiệu dụng cạn mạch. Ta đi qua vấn đề thứ ba. Điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ cực đại. UC cũng được tính bởi bằng công thức Y nhân ZC. Mạch chúng ta chỉ có đại lượng độ tự cảm thay đổi, điện dung tụ không thay đổi, R không thay đổi, điện áp cả mạch không thay đổi. Như vậy, để UC cực đại, thì theo công thức này, ta nhận thấy cường độ phải cực đại giống như trường hợp UR max. Đó là trường hợp cộng hưởng ZL bằng ZC. ZL bằng ZC. Và Y chúng ta lại bằng U trên R. Như vậy UC max được tính bởi công thức U nhân ZC trên R. Trong đó U là điện áp hiệu dụng cạn mạch. Đấy. Bây giờ thầy đã tìm được UL max giá trị này. UR max giá trị bằng U cạn mạch. UC max bằng U ZC trên R. Tôi quay lại bài toán của mình. Đề toán cho điện áp hiệu dụng cực đại trên hai đầu tụ, hai đầu cuộn dây bằng hai lần điện áp cực đại trên đầu điện trở. Vậy thì thầy có UL max bằng 2U. Bởi vì bấy giờ UR max bằng U bằng điện áp hiệu dụng cả mặt. Bây giờ bằng bao nhiêu lần so với UC? Phải nhìn vào UC max. Bằng U nhân ZC trên R. Bằng U nhân ZC trên R. Đây. Mấy anh xem. UL max mà bằng 2UR. UL max chúng ta đây. Bằng 2U. Từ đây thì rút ra ZC bình. Thì bình phương 2 vế lên. 2 bình là 4 nhân R bình. 4 R bình. Thì tìm được mối quan hệ giữa dung kháng và điện trở. ZC bấy giờ bằng R căn 3. Cho nên thì thay vào đây. Bằng U căn 3. Đến đây ta dễ dàng nhận thấy mối quan hệ UL max bằng 2U. Mà UC max bằng U trên căn 3. Vậy UL max bằng bao nhiêu lần UC max? Mấy em lập tỷ. Hai U chia U căn 3. Và chúng ta có 2 căn 3 trên 3. Và đây chính là đáp án của bài toán. Thì nhắc lại, đây là một bài toán khó
điều chỉnh L để cho UL max bằng 2 lần UR max, hỏi bằng bao nhiêu lần UC max. Thì buộc mấy em phải nhớ trong trường hợp đoạn mạch RLC nối tiếp L thay đổi UL max khi nào, lúc đó cảm kháng được tính bởi công thức nào, và giá trị của biểu thức UL max như thế nào, cũng như UR max khi L thay đổi bằng cái gì, UC max khi R thay đổi bằng cái gì, và xem nó như một cái công thức. Nhớ được ba vấn đề đó, phối hợp lại bằng toán học, mấy em dễ dàng tìm được mối quan hệ giữa các đại lượng đó, mối quan hệ giữa các đại lượng cực đại đó. Mở rộng ra, bài toán có thể C thay đổi, có thể L, R thay đổi. Tùy vào một trong ba đại lượng này có một đại lượng thay đổi, thì mấy em nhớ lại cái công thức, ta áp dụng vào, dễ dàng tìm được mối quan hệ giữa các đại lượng. Đây là một cái bài toán khó. Thì mong các em sau khi ta hiểu được vấn đề thì vào trắc nghiệm, nhưng chúng ta không có thời gian để làm một cái bài tự luận dài dòng như thế này, không thể nào đủ thời lượng để giải được. Mà em chỉ chốt lại khi L thay đổi mà UL max cảm kháng được tính bởi công thức này, cảm kháng được tính bởi công thức này, và giá trị của điện áp hiệu dụng cực đại trên hai cuộn dây tính bởi công thức này. Trong trường hợp L thay đổi mà để UR max hay UC max thì đó là trường hợp cộng hưởng, khi đó UR max bằng điện áp cả mặt, và UC max được tính bởi công thức này theo điện áp cả mặt cũng như dung kháng và điện trở. Đấy, đó là ba vấn đề thì rút lại ở cái bài tập câu hỏi này của mấy em. Tóm lại hôm nay thầy đã nói qua một loạt những vấn đề khó về cơ học, và cũng như những câu hỏi của các em hỏi về truyền hình, hỏi về đài, thì các em hỏi cơ, về âm, về điện. Thì mong rằng các em sẽ có được cái buổi học tốt, và các em chuẩn bị những câu hỏi khác trong quá trình em học tập, những cái vướng mắc về kiến thức cũng như về kỹ năng, thì mong các em gửi về cho đài. Thân ái chào các em, hẹn gặp lại.